Bạn có biết ông trùm ma túy khét tiếng nhất lịch sử thế giới chuyển bột mì như thế nào không? Đầu tiên là dùng xe container trực tiếp chặn tất cả làn đường trên cao tốc lại để cho một chiếc máy bay hạ cánh xuống dưới. Những người vận chuyển đã đứng đợi ở đây từ rất lâu. Bọn họ bất chấp nguy hiểm băng qua đường nhanh chóng chạy đến máy bay. Trên máy bay là đống hàng trắng vừa được vận chuyển từ Colombia đến. Họ phối hợp rất ăn ý nhịp nhàng vận chuyển những gói ma túy từ trên máy bay sang xe trung chuyển đậu ở gần đó. Tại Colombia, một cân ma túy chỉ có giá 7.000 đô la, nhưng ở Mỹ chỉ cần pha loãng với ít bột mì thì một cân liền biến thành 3 cân. Mà giá của một cân hàng pha trộn tạp chất này lên đến 25.000 đô, lợi nhuận khủng như vậy chả trách có những người sẵn sàng bán mạng để làm. Đợi đến khi cảnh sát biết chuyện và đến hiện trường thì nhóm người vận chuyển ma túy sớm đã cao chạy xa bay, mặt đường vẫn còn những túi hàng trắng chưa kịp mang đi. Giá trị của chúng ít nhất cũng lên đến vài trăm nghìn đô, kể cả máy bay chở hàng cũng chỉ được dùng một lần rồi vứt không thương tiếc. Chỉ có làm như vậy mới tránh được việc bị cảnh sát bắt và lần ra manh mối, mà người đứng sau mọi chuyện chính là ông trùm ma túy nổi tiếng nhất lịch sử Pablo Escobar. Dựa vào thị trường khổng lồ của nước Mỹ mà Pablo cần chưa tới 10 năm để kiếm được số tiền lên đến 30 tỷ đô. Vào những năm 80 thì số tiền đó phải nói là cực kỳ khủng khiếp, muốn mua gì cũng được, biệt thự hay cung điện nguy nga đều không thành vấn đề. Xung quanh ông trùm là rất nhiều vệ sĩ tay cầm hàng nóng sẵn sàng hốt xác kẻ nào dám đến gần, thậm chí Pablo còn chơi lớn mua hẳn một công viên để ngắm voi. Mà những chú voi này đều được chở trực tiếp từ châu Phi về bằng máy bay, lúc còn nhỏ Pablo sống trong khu ổ chuột nghèo đói. Xung quanh toàn mùi hôi thối bốc lên vì nơi này chứa rác thải của cả thành phố, ông ta nghèo đến mức giày chẳng có để mà đi. Sau này có tiền rồi ông không quên những người đã từng giúp đỡ mình, cho xây dựng rất nhiều khu nhà ở miễn phí bên ngoài khu ổ chuột để tặng cho người nghèo. Vì thế Pablo trở thành anh hùng trong lòng của những đứa trẻ, có được sự ủng hộ từ người dân. Pablo còn tham vọng muốn đứng ra tranh cử chức tổng thống. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, một ông trùm ma túy muốn tranh cử tổng thống thật đó. Ông ta mà trở thành người đứng đầu đất nước thì người dân chắc chắn ngày nào cũng hớn hở vui tươi. Để tạo lợi thế tranh cử, Pablo kết thân với phóng viên nổi tiếng Virginia, vung tiền mua cho cô ta một chiếc chuyên cơ hạng sang đắt đỏ, thậm chí còn vứt hết quần áo trong hành lý của đối phương để nhét đầy đô la vào. Quả nhiên sức mạnh của đồng tiền đã giúp ông ta nhanh chóng chiếm được tình cảm của người đẹp. Nhờ có Virginia giúp đỡ nên Pablo đã thành công trở thành nghị viên quốc hội. Nhưng lần đầu tham gia quốc hội, ông đã bị Bộ trưởng Tư pháp công kích trực diện. Bộ trưởng tiết lộ thân phận của Pablo trước mặt mọi người và nói rằng cho một tên trùm ma túy vào quốc hội là một sự sỉ nhục đối với dân tộc này. Vậy là sự nghiệp chính trị của Pablo kết thúc một cách chóng vánh. Điều đó đã khiến ông trùm ma túy ngồi ở dưới rất tức giận. Hơn một nửa quan chức ngồi ở đây đã từng nhận tiền của ông ta. Đối diện với sự sỉ nhục như vậy, Pablo đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cho ngài Bộ trưởng Tư pháp. Ông ta bắt đầu bí mật huấn luyện sát thủ nhỏ tuổi. Những đứa trẻ này đều được chọn từ khu ổ chuột nên chúng không sợ chết. Vì đối với chúng mà nói, nghèo mới là thứ đáng sợ nhất. Nếu chẳng may có ai đang xuất khi đang làm nhiệm vụ thì gia đình của họ sẽ nhận được 20.000 đô tiền trợ cấp. Đó là số tiền mà cả đời chúng sẽ chẳng bao giờ kiếm ra được. Lúc này nhóm hai tên sát thủ đang cầm hàng nóng phóng xe máy trên đường. Mà mục tiêu ám sát đầu tiên của chúng chính là ngài Bộ trưởng Tư pháp cách đây không lâu đã từng sỉ nhục Pablo trước mặt quốc hội. Rất nhanh ông ta đã bị hai đứa trẻ tiễn về miền xa xăm. Đường đường là Bộ trưởng Tư pháp của một đất nước mà lại bị ám sát ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Điều này khiến chính phủ Colombia đưa ra quyết định phải nhanh chóng triệt phá băng nhóm của Pablo. Thế nhưng Pablo sau khi biết tin lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Ông ta thề rằng sẽ trực tiếp đối đầu với chính phủ xem đứa nào mạnh hơn. Thế là ngay ngày hôm sau, toàn bộ người dân trong khu ổ chuột ở Colombia đều được phát súng miễn phí. Súng ngắn, súng trường hay thậm chí là rocket 1 giờ đều có đủ. Bọn họ vui mừng hô to khẩu hiệu ông chủ muôn năm. Mà ông chủ trong lòng bọn họ không ai khác chính là kẻ buôn ma túy nổi tiếng nhất lịch sử Pablo. Ông ta có thể điên đến mức độ nào? Vì muốn tuyên chiến với chính quyền, ông ta đã treo phần thưởng cực khủng. Chỉ cần giết một cảnh sát đi qua sẽ được thưởng 2.000 đô la. Giết một tư lệnh cảnh sát phần thưởng là 5.000 đô la, thanh tra thì 10.000 đô một mạng, còn cảnh sát trưởng có giá lên đến 50.000 đô. Đối diện với phần thưởng hấp dẫn như vậy, các thanh niên khu ổ chuột lập tức trở thành sát thủ máu lạnh. Chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn 100 cảnh sát bị chết thảm. Điều này đã khiến chính phủ Colombia hết sức tức giận. Họ nhanh chóng phái lực lượng đặc nhiệm đến khu ổ chuột để dẹp loạn. Đội đặc nhiệm không cần chứng cứ mà có thể tùy ý bắt những thành phần có dấu hiệu khả nghi. Những thanh niên bị bắt không cần phải xét xử mà trực tiếp bị hành quyết tại chỗ. Chính phủ cho rằng có thể bây giờ họ chưa phải là sát thủ nhưng sau này nhất định sẽ trở thành người của Pablo. Vì thế họ quyết định thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Rất nhanh hàng trăm thanh niên xấu số đã bỏ mạng trong chiến dịch này. Nhưng dù có làm như vậy thì chính phủ cũng chưa thể giảm bớt sức mạnh của Pablo. Họ quyết định chọn ra 500 quân nhân ưu tú từ quân đội để thành lập lực lượng đặc biệt quốc gia. Mà chính phủ Mỹ cũng âm thầm hợp tác với chính phủ Colombia, cùng nhau bắt tay để tiêu diệt tập đoàn buôn ma túy Pablo, sau đó thông qua đạo luật dẫn độ ông ta về Hoa Kỳ xét xử.
Rất nhanh bọn họ đã tìm được thông tin liên quan đến ông trùm, nhưng không ngờ ông ta lại được người dân ủng hộ đến vậy. Vì muốn phá rối chính phủ, tất cả người dân trong khu ổ chuột đã xếp hàng để cung cấp thông tin giả mạo về Paulo. Cảm thấy không hiệu quả, chính phủ liền chuyển hướng sang những người phụ nữ của Pablo. Mặc dù biết họ rất sợ bị ông ta trả thù, nhưng nếu một trong số cô gái này chịu khai báo thì chiến dịch này sẽ có cơ hội thành công cao hơn. Rất nhanh, hai chiếc trực thăng của lực lượng đặc biệt quốc gia đã xuất hiện ở nơi ẩn nấp của Pablo và bắt đầu nổ súng. Dưới hỏa lực tấn công quá mạnh, những kẻ buôn ma túy không thể chống đỡ nổi. Nhưng Pablo mưu mô xảo quyệt, sớm đã có phòng bị. Ông ta lệnh cho thuộc hạ thả hàng trăm con chim bồ câu đã được chuẩn bị từ trước, một khi bọn chúng sợ hãi sẽ bay tứ phía lên bầu trời. Dưới sự bao vây của đàn chim, chiếc trực thăng không thể chống đỡ mà rơi xuống đất vỡ tan, còn Pablo trên người không còn mảnh vải che thân, điên cuồng chạy đến căn cứ bí mật trong rừng. Chẳng thể ngờ rằng một ông trùm cả đời oai phong lẫm liệt lại phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy. Pablo vô cùng tức giận, lập tức triển khai quân phản kích. Ông ta sắp xếp người đánh bom khủng bố các thành phố lớn nhất của Colombia. Dưới áp lực của dư luận quốc tế, chính phủ Colombia không thể không thỏa hiệp với Pablo. Cố gắng thuyết phục ông ta đầu hàng sẽ được hưởng khoan hồng từ pháp luật. Đối diện với thiện chí đó, Pablo đã quyết định ra đầu thú. Tuy nhiên, ông ta cũng kèm theo 3 điều kiện nho nhỏ. Thứ nhất, phải công nhận tập đoàn buôn ma túy của ông ta. Thứ hai, phải chấm dứt hiệp ước dẫn độ với nước Mỹ. Thứ ba, ở nhà tù như thế nào phải do ông ta quyết định. Bạn đã thấy ai ngồi máy bay đi thụ án chưa? Không hề bị còng tay hay dây xích trói chân, thậm chí tháp tùng theo đều là quan chức chính phủ. Mà nhà tù nơi Pablo sẽ nghỉ dưỡng cũng vô cùng xa hoa. Khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông nhưng chỉ giam một mình ông ta, cai ngục toàn bộ là cấp dưới của Pablo. Mỗi tuần đều mời các ngôi sao bóng đá nổi tiếng về giao hữu nâng cao sức khỏe. Còn thuê cả bình luận viên về để làm trận đấu sôi động hơn, đến khi Pablo thấy mệt thì trận đấu mới chính thức kết thúc. Giao hữu xong liền có một dàn người mẫu chân dài tới tận nơi bón cám cho những chú chim ăn. Mỗi cuối tuần cả nhà ông trùm buôn ma túy sẽ được đoàn tụ, trong nhà tù còn có thể tổ chức họp mặt bạn bè để tiệc tùng. Chính phủ trên danh nghĩa tuyên bố rằng Pablo đã bị bắt vào tù. Nhưng trên thực tế ông ta chỉ đang đi nghỉ dưỡng mà thôi, ông trùm vẫn điều hành công việc buôn hàng trắng của mình bình thường mỗi ngày. Xuất hiện đối thủ muốn tranh thủ cướp địa bàn bán ma túy, Pablo lập tức cho người mời bọn chúng đến. Sau đó dùng máy cưa phanh thây chúng ra thành từng khúc, tuy nhiên vụ mưu sát này đã bị rò rỉ với truyền thông. Dưới áp lực dư luận, chính phủ không thể không có biện pháp với Pablo. Một đội đặc nhiệm đã nhận nhiệm vụ đột nhập vào nhà tù để bắt giữ ông ta rồi sau đó chuyển đến nhà tù quân sự. Nhưng đến khi đội đặc nhiệm có mặt thì chỉ còn lại đúng mỗi cái nịt. Ông ta sớm biết tin nên đã cao chạy xa bay mất tiêu rồi, nhưng tình hình trước mắt rõ ràng Pablo không còn là ông trùm ma túy có thể hô mưa gọi gió như trước. Đến cả những bạn bè của ông cũng bắt đầu hợp tác với chính phủ mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Lực lượng đặc nhiệm quốc gia, quân đội hay chính phủ đều trở thành kẻ thù của Pablo. Họ cùng hợp tác thành lập lực lượng để tiêu diệt những tay chân thân tín của ông trùm. Rất nhanh, đội sát thủ trẻ trâu do Pablo dày công huấn luyện đã bị giết sạch. Bên cạnh thi thể của bọn chúng có kèm một dòng chữ. Đây chính là kết cục của những kẻ dám hợp tác với Pablo. Thế lực đã mất trùm ma túy từng một tay che cả bầu trời giờ phải sống trốn chui trốn nhủi như chuột. Đến cả vợ và con cái của ông ta cũng bị dẫn độ từ Cộng hòa Liên bang Đức về Colombia. Rất rõ ràng người nhà của Pablo đã trở thành con tin. Mặc dù biết cuộc gọi sẽ bị nghe lén nhưng vì sự an toàn của người nhà, ông ta vẫn bỏ qua lời khuyên của đàn em mà nhận cuộc gọi từ vợ mình. May mà thời lượng không dài nên cảnh sát chưa thể xác định được vị trí Pablo đang ẩn nấp. Nhưng trong ngày sinh nhật của con trai, ông ta một lần nữa nhận được cuộc gọi từ người nhà. Mà lần này cảnh sát cuối cùng đã tìm ra được vị trí, đội đặc nhiệm nhanh chóng nhận lệnh xuất kích. Rất nhanh họ đã có mặt tại căn nhà bí mật mà ông trùm không hề hay biết. Hiện tại Pablo đã hoàn toàn mất đi lý trí, còn thông qua điện thoại kể cho con trai về cuộc đời lẫy lừng của mình. Cuối cùng rút ra một đạo lý đừng bao giờ tin lời bố con thằng nào hết. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Pablo hiểu rằng bản thân đã đến lúc phải chết nhưng ông ta vẫn vô cùng bình tĩnh. Đầu tiên ông ta ra lệnh cho tên thuộc hạ trung thành trốn đi trước. Sau khi anh ta đi rồi, Pablo liền nhấc cơ thể hơi thừa mỡ của mình lên thành cửa sổ. Khi tiếng súng vang lên ngay lập tức một làn mưa đạn điên cuồng trút vào bên trong căn phòng. Vài phút sau căn phòng mới yên tĩnh trở lại, đội đặc nhiệm chậm chậm tiến đến gần cửa sổ và nhìn thấy thi thể đầy máu của Pablo đang nằm trên mái nhà. Vậy là cuộc đời của ông trùm ma túy khét tiếng nhất lịch sử thế giới đã kết thúc tại đây, Pablo hưởng dương 44 tuổi. Mặc dù ông ta đã phạm rất nhiều tội không thể dung thứ, nhưng đồng thời ông ta cũng cứu giúp rất nhiều người nghèo. Thậm chí xây dựng trường học bệnh viện cho họ, đúng như Đức Phật đã từng nói gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Vậy bạn có suy nghĩ gì về người đàn ông này? Hãy cho tôi biết ý kiến dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!